This is our product of Ok Voi Voi. In other words, horse neck clam. Em mình làm gì nói đi, bên đây nói đi. Mình đang làm gói Ok Voi Voi. Nói gì đi Ben. Gói Ok Voi Voi do người Trung làm, cho nên nó hơi bị cay. Gái Bình Định. Gái Bình Định. Sao anh nói kia website của em luôn đi. Nếu muốn coi cái này thì vào jessicascravings.com. Jessica's recipe. Okay, Jessica's recipe. Jessica's recipe.com. Jessica's recipe.com. Okay, vô đây nè. Okay. Rồi. Đây là ốc voi voi. Rau răm. It's called Vietnamese basil. And then onion. And then hành. Red it's onion. Red onion. Why red? In Vietnamese, it's called hành. Why red? Because it's red. Red because it looks red. That's why it's called red. It's not red. Màu mù màu. Mù màu. And the next thing is the secret recipe. Okay, okay. Secret recipe. Mắm cay, nước mắm. Ginger. Nước mắm gừng. Nước mắm gừng cay. The cay, the better. Ăn một miếng. Mời anh Đức đi. Anh Đức ơi, đừng làm nữa. Cay. Này. Yeah. Quay cái đó luôn. Chơi. Quay cái đó xong đã. Cái này gì đây? Cái nước đó thôi đổi kìa đây. Nước đó là anh đổ ra xong cho em cái dĩa đi. Ốc voi voi. Nước của ốc voi voi. Nhưng mà voi nó làm là nó cũng không chỉ nè. Đã hả? Dạ. Yeah. Chắc cái người cắt đấy anh. Anh never. Chanh. Chanh. The next thing em chưa is chanh. Lần thứ hai. Ồ, có lần trước Hằng nó mang qua ăn nhưng mà cô yêu không ngon bằng cái này. Cái này mấy ông dậu thích á. Ừ. Em thích vậy. Ủa, cho nên đang xếp hàng á. Không. Đã xếp. Yes, rồi. Chanh hay cái gì chứ cũng được chị. Okay. Ừ. Mắm. Nếu muốn biết thì đi vào jessicarecipe.com. Nó cho ít quá. Bỏ chanh nhưng mà nãy có chanh vô cũng rớt thôi. Không có đủ chanh, vậy sao khác. Okay, for presentation purposes. Để vào một cái đĩa giống như vậy. Bỏ thêm chanh. Ác chị bỏ này nó chua. Anh là người Việt Nam mà nói tiếng tiếng gì là cái tiếng gì á? Bởi vì sau khi vào quốc tịch nó nói giọng đó. Indian accent. Ê, coi chừng. Lên mạng bây giờ. Đời người sướng thiệt.